Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi chuyên mục Nông thôn mới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa bà con, năm 2023 vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, song kinh tế xã hội các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam vẫn đạt được nhiều thành quả tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch. Trong đó, việc triển khai nghị quyết 88 của Quốc hội, quyết định 1719 của Chính phủ, đẩy mạnh thực hiện các dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng dân cư. Chính từ sự đồng thuận cao đó đã tạo nên chuyển biến mạnh mẽ và đổi thay đáng kể cho các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Nghèo khó đã dần qua đi. Giờ đây, những hộ dân ở thôn Tống Cói, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đang hòa cùng những đổi thay trên mảnh đất quê hương. Kể từ sau cuộc tái thiết nơi ở mới, bằng tinh thần đoàn kết, cộng đồng người Cơ Tu đã tích cực hưởng ứng chủ trương hiến góp đất đai, mở rộng không gian sống. Nhiều năm trước, hầu hết tuyến đường ở thôn Tống Cói là đường đất, lúc nào cũng trong tình trạng mưa ngập nắng bụi, gây nhiều khó khăn cho đời sống của bà con. Từ phản ánh của người dân, già làng, người có uy tín trong thôn đã liên tục đề xuất nguyện vọng của cộng đồng đến với cơ quan chức năng, đồng thời vận động các hộ sinh sống hai bên đường hiến đất để mở rộng, nâng cấp giao thông nông thôn. Đáp lại nguyện vọng của người dân, chính quyền địa phương bố trí kinh phí làm đường bê tông liên thôn Tống Cói. Năm 2023 vừa qua, tại xã Ba, đường mở đến đâu, bà con hiến đất đến đó, nên không mất quá nhiều chi phí để giải phóng mặt bằng. Giờ đây, tuyến đường bê tông nông thôn có chiều dài gần 1,2 km hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui của cả cộng đồng. Nhờ có chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng rồi và nhà nước, cho nên khi có mà xây dựng nông thôn mới này là đời sống nhân dân cũng khá thay đổi, vấn đề những phong tục tập quán lạc hậu đã được bỏ dần, rồi việc học hành này các là càng tiến bộ hơn. Thì về để mà duy trì tốt các cái tiêu chí nông thôn mới từ đó đến nay thì cái trách nhiệm lớn ở địa phương đó là trách nhiệm của già làng trưởng bản, đặc biệt là trong cái duy trì nông thôn mới và xây dựng các khu dân cư nông thôn mới nâng cao, thì các cậu cũng rất là tích cực trong vận động người dân trồng cây xanh, trồng hoa, duy trì các cái tiêu chí về vệ sinh môi trường đó, và đang đặc biệt đó là quản lý cũng như là tuyên truyền về cái tổ hôn, hôn nhân cận huyết thống. Xác định tinh thần hưởng ứng của cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội miền núi. Nên thời gian qua, bên cạnh phát huy vai trò người uy tín, chính quyền các huyện miền núi Quảng Nam còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với hỗ trợ sinh kế, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính bà con dân tộc thiểu số tại chỗ. Và không riêng gì xã Ba, mà tại 84 xã miền núi của tỉnh Quảng Nam. Từ khi có chương trình Mục tiêu Quốc gia theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ, bà con dân tộc thiểu số hưởng ứng chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt văn hóa thôn, kênh mương thủy lợi, điện thắp sáng. Người dân không ngần ngại hiến hàng ngàn mét vuông đất để cùng với nhà nước xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh, góp phần thay đổi dần diện mạo nông thôn miền núi ở vùng cao Quảng Nam. A Riêu là thôn xa nhất của xã Trờ Hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Nhiều năm qua, có điện thắp sáng là ao ước đối với người dân nơi đây. Và niềm vui đã đến với bà con khi những ngày cuối năm 2023, huyện Tây Giang đã đầu tư đưa điện về trung tâm xã, rồi kéo điện đến tận thôn A Riêu. Cùng với đó, hệ thống điện năng lượng mặt trời cũng được lắp ở các trục đường chính và những khu vực xa trung tâm. Năm mới 2024, với bà con thôn A Riêu như vui hơn khi vừa nhận những phần quà từ Đảng, Nhà nước trao tặng và đón ánh sáng điện về đến tận thôn. Hơn 300 hộ đồng bào Cơ Tu của thôn A Riêu vui mừng khôn xiết. Vậy là một cái Tết ấm cúng, một mùa xuân an bình và hạnh phúc đã mở ra bao nhiêu đổi thay cho vùng biên xa xôi này. Bà con rất phấn khởi vì có điện, điện năng lượng mặt trời của mấy anh tặng cho bà con, thì bà con rất phấn khởi. Từ năm 2021 đến nay,
Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai ở miền núi Quảng Nam đã tác động rất lớn đến sự phát triển cả về kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực này. Không chỉ trực tiếp đầu tư cơ sở hạ tầng, thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, mà trong 2 năm qua, Nghị quyết 88 của Quốc hội và Quyết định 1719 của Chính phủ còn tác động lớn đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào thiểu số vùng cao. Nhiều nghi lễ, lễ hội đặc sắc của đồng bào Cơ Tu, Ve, Tà Riền được khôi phục, bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong cộng đồng. Những chính sách quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận cao của bà con dân tộc thiểu số đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ về văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở vùng cao Quảng Nam. Tại các huyện có đông đồng bào Cơ Tu sinh sống như Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang, nhiều lễ hội văn hóa truyền thống như mừng lúa mới, mừng gươm mới, cúng đất lập làng, đám cưới Cơ Tu đã được khôi phục và phát huy. Để truyền đạt lại cho các thôn bản ở sau này học hỏi, và các cái lễ như là ngày đại đoàn kết toàn dân sẽ cái trò chơi giao lưu văn nghệ, đặc biệt là các cái phi truyền thống, phi văn hóa của địa phương để truyền đạt và lưu giữ sau này tốt hơn. Một cái điều rất là vui là khi chúng tôi thực hiện những cái nội dung này, chúng tôi đón nhận được cái sự ủng hộ rất nhiệt tình của bà con nhân dân. Như các anh thấy thì hôm nay chúng tôi phục dựng cái mừng lúa mới đây, toàn bộ đây là những diễn viên quần chúng, có một vài nghệ nhân, tuy nhiên đa số là diễn viên quần chúng và họ rất háo hức, họ rất là ủng hộ chúng tôi thực hiện cái việc này, thì chứng tỏ là cái sự quan tâm của đồng bào đối với cái văn hóa truyền thống rất là lớn thưa anh. Qua gần 2 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Quảng Nam đã đạt được những thành quả đáng phấn khởi. Tổng các nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại Quảng Nam là hơn 3.279 tỷ đồng. Nguồn lực này đã tác động tích cực đến đời sống nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là người dân khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn và miền núi đã được tăng cường đầu tư với khoảng 1.684 công trình. Ngoài ra, nhiều dự án, tiểu dự án tập trung giải quyết các yêu cầu bức xúc về đời sống và sản xuất, sắp xếp ổn định dân cư, xóa nhà tạm, chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao mức sống văn hóa, tinh thần, vật chất cho người dân, đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và khu vực miền núi, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của bà con. Qua đó, từng bước giúp người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức trong phát triển sản xuất, học nghề, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa của từng dân tộc, tự thân nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Tỉnh, huyện, xã rất quan tâm về đầu tư các cái công trình lớn như đường giao thông, trường, trạm, đường nông thôn, về đầu tư các loại giống con vật nuôi như con bò, như cây trồng con vật nuôi để tập trung phát triển kinh tế từng gia đình, tôi thấy là rất tuyệt vời. Đảng, Nhà nước rất quan tâm ở đồng bào miền núi của chúng tôi. Đầu tư hỗ trợ cũng phải có trọng tâm, trọng điểm và những cái nào cần ưu tiên nhất để mà tập trung cho việc mà phát triển kinh tế cho các cái hộ dân. Đó là cái đầu tiên mà chúng tôi trăn trở nhất hiện nay. Cái thứ hai, hiện nay song với việc mà lo chăm lo đời sống cho nhân dân thì cũng phải hoàn thiện các cái cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở hạ tầng về xã hội. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan thì việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn những hạn chế nhất định, như tỷ lệ giải ngân vốn chưa cao, cán bộ cơ sở còn lúng túng trong việc triển khai các tiểu dự án. Một bộ phận người dân vẫn còn trông chờ ỷ lại vào các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước trong giảm nghèo, nên tỷ lệ hộ nghèo giảm chưa bền vững. Giải quyết vấn đề này,
Năm 2024, tỉnh Quảng Nam tập trung rà soát những vướng mắc còn tồn tại để kiến nghị Trung ương, đồng thời chủ động đưa ra các giải pháp tháo gỡ từ cơ sở. Riêng đối với tiến độ giải ngân chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị địa phương được giao vốn chủ động triển khai đầu tư. Dự án nào đã có hướng dẫn rõ ràng, dễ thực hiện thì tập trung triển khai sớm, bảo đảm hoàn thành tiến độ. Những vướng mắc tại nhiều dự án, tiểu dự án chưa được tháo gỡ, các chủ đầu tư cần chủ động tìm cách xử lý, thực hiện tốt các mục tiêu của dự án. Quá trình tổ chức thực hiện ở đây thì vai trò của các địa phương hưởng lợi cũng phải có những cái đổi mới, có những cái quyết liệt trong quá trình tổ chức thực hiện của dự án. Mà trên cơ sở đó, làm sao đó phải huy động cho được cả hệ thống chính trị và người dân ở vùng hưởng lợi cùng chia sẻ trong vấn đề này để làm sao để bảo đảm cái lợi ích hài hòa giữa cái quá trình đầu tư, trong đó có chia sẻ cho cái nguồn lực của đầu tư của nhà nước còn gặp khó khăn. Có thể nói, Nghị quyết 88 của Quốc hội, Quyết định 1719 của Chính phủ đã tạo nên một diện mạo mới cho nông thôn miền núi, vùng đồng bào thiểu số tỉnh Quảng Nam. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các vấn đề phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong đó, hệ thống kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư theo phương châm đồng bộ, chất lượng, hiệu quả và được xem là động lực cơ bản để thúc đẩy sự phát triển cho các huyện miền núi. Hiện nay, hệ thống hạ tầng thiết yếu gồm mạng lưới điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trong vùng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đại ngàn Trường Sơn, tiếng chiêng vang vọng trầm hùng đã báo hiệu mùa xuân mới đã về. Vũ điệu tung tung gia giá của đồng bào dân tộc thiểu số biểu hiện sức mạnh, tinh thần và nguyện ước một năm mới no ấm, đoàn kết và phát triển. Câu chuyện từ Quảng Nam, chúng ta có thể thấy được nguồn lực đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia đã tác động tích cực đến đời sống nhân dân, đặc biệt là người dân khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đã được tăng cường đầu tư đồng bộ, từ đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn khu vực miền núi, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân vùng cao tỉnh Quảng Nam. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Nông thôn mới đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.